Đây. Kéo gỗ cho bà khỏe. Rồi lên đi. Rồi. Đau được rồi. Rồi, quay cho nằm đầu quay bên kia. Về đây thì bấm thêm mọi tâm tin vô. Cái răng cưa. Còn chỗ ông thì nó kẹt có chỗ là không có trồng trọt gì được hết. Đất đai không có gì hết. Đau. Cầm bây giờ. Rồi. Dịnh hai tay. Dịnh hai chân đi. Dịnh hai chân để cho bà đừng con. Bà nói đau là được rồi. Cảm giác thấy bữa nay khá tốt rồi. Cho nên sau này mà bà uống rượu ớt được mà khá được thì tốt. Dạ. Bây giờ mình không có ăn, uống nước dinh dưỡng nữa, uống rồi cho ăn rượu ớt nó được không? Được. Không được luôn á. Được. Thì sao uống nước ăn được? Thì thay vì trưa nữa, chiều nữa. Tại tăng liều đó được thì bà bớt luôn rồi. Tăng liều đó. Rồi, xong rồi. Rồi, hai ngày nay sao rồi? Dạ, nay đỡ nhiều rồi thầy. Đỡ nhiều ha, thấy ở đây hay ha. Dạ, nhưng mà có một cái là như đi á thầy. Đi cái một chút á, nhiều khi nó sụp ngay chỗ cái mí lưng á thầy. Nó dồn lại hay sao, nó nhức cái uống suốt. Ồ, dạ, mà chỗ nào đâu chỉ coi. Dạ, ngay cái lưng nè. À, ngay cái lưng không sao. Rồi, bây giờ đi thử cho bên kia đi. Với cái chân, như cái chân này nó hơi ấy làm sao đi, thấy nó khác. Ừ, đi đi. Ừ. Dạ. Ba đi. Ba đi mà giống như mấy tiểu thư mà thời Mãn Thanh á. Vậy hả? Tức là thấy khá hơn rồi hả? Đấy ba đi thấy dễ thương không? Dạ. Hồi trước vô đi không có được nhiều vậy hả? Có cái cây bổ bối á. À. Để sợ nhiều khi nó sụm xuống á, cái nó nhức á. À. Nói đó thầy, cái làm như nó dồn rồi nó nhức, nó phải sụm. Rồi. Ừ, nhờ cây đó đặng mà mình chịu thôi. Kìm lại. Dạ, chứ không phải là cầm mà để chống đi. Nhẹ nhàng. Đó. Đó, bả mảnh mai vậy đó. Có chút tiếu à. Rồi đó, mềm, cuộc sống mềm. Mấy ngày nay lăn cuộc sống mềm hết rồi, ra bẻ tốt lắm. Đó, đúng rồi đó em. Tốt, giỏi. Đấy, mình nhúng giường nhẹ thì nó làm rúp với cái lỡ gãy luôn. Đây. Rồi, được rồi. Cho nên thì những cái gì học được thì cứ làm ha. Dạ. Rồi. Siêng lắm thầy ơi. Rồi siêng ha. Dạ. Rồi mỗi ngày á, thí dụ mình đứng ở cái giường cái gì đó, dạ, mình dịnh đây nè, dạ, cái ngồi xuống đứng dậy. Dạ. Nha. Dạ. Đã ha. Đau quá. Đau giống như ăn ớt không? Đau dữ lắm thầy ơi. Ồ. Đó, thì cái chân đau gì nó mới khỏe. Mọi người thấy á, cái hay của ngũ bội tâm tinh á, là khi bấm á, là người bệnh ta đau dữ lắm nè, thấy không? Bá đau mà bá giật vậy nè, thấy không? Nhưng mà sau khi thả lắm á, đúng không? Dạ. Ừ. Đó. Đó, rung hết cả người lên. Dạ, đau đó. Ừ. Rung hết cả người ra. Đó, cả người. Nó như chạy điện vậy đó, thấy chưa? Ghê quá. Ok, thì đưởng quá, thấy không? Ừ, dạ. Nó giật cả người cái này, cái này, ôi, cái này, thấy không? Ôi, thấy ghê không? Chưa đâu, bây giờ cái cuối này mới là giật nhiều nè. Đó. Ừ. Đó. Trời ơi.
vậy mà lợi cái nhiều người mà nói bấm cho tôi ngủ bội tâm tin đi. Đó 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 đó, nó giật không? Ôi da thầy ơi. Rồi bây giờ khi mà chườm đá đó, dạ, ha, dạ, thì chườm mới là gan rồi chườm cột sống lưng nữa. Dạ. Rồi nằm xuống đây cái đi. Tôi không có uống thuốc nhất thuốc tây gì được đâu, toàn là ráng tập thể dục mà. Quá. Wow. Mà mấy ngày nay uống rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp chưa? Dạ có uống, hồi hôm này về mệt quá đâu có uống rượu ớt, hai đêm rồi không uống rượu ớt thầy. Như kia á? Uống rượu nhào với rượu khớp á thầy. Ngủ được không? Dạ, hồi hôm này ngủ được. Rồi, ráng uống rượu ớt thêm nha. Lát ra mua thêm rượu rượu nữa. Đó rồi, vài bữa là tôi bảo đảm bà khỏe liền. Trong vòng tháng sau là bà chạy hòa rồi. Bây giờ bà bắt đầu bà đi lại đằng kia, bà vòng lại đây coi nó khác cỡ nào rồi. Dạ. Rồi,